Hello xin chào bạn nhé à, Xin chào các bạn theo các kênh YouTube sao Channel. Đấy, hôm nay trong buổi hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn một chút về phần uh, sửa loa kéo nhá. Cái loa này của ông ẻm ông mang đến đây ông, ông ông Minh đang bị tình trạng là bật nó kêu bụp bụp rồi ạ từ bật lên vẫn hát nhưng mà nó kêu bụp, bụp thì sẽ làm sao để sửa và uh, kiểm tra như thế nào các bạn biết là lỗi chỗ nào nhé để các bạn có thể tự sửa tại nhà luôn cho nó nhanh đỡ phải mang đi các bạn xem cái clip trước của mình ấy, thì dòng loa này nó là dòng loa bát 30 thì hôm nay ông ẻm với ông B con này con bát 40 bạn nhá. Siêu to khổng lồ luôn. Nhìn qua mải thôi nhưng mà bass nó là bát 40 đấy. To nặng. Con này đi uh, hát rong thì là đều được nhé hát rong thì hơi to. Đây, cho bạn xem phía sau luôn này. Đây là phần phía sau nhá. Ờ, uh, như các dòng loa dân dã hiện nay thôi thì đều sẽ cơ bản là sẽ có một cái mạch nằm ở đằng sau và uh, bao gồm mạch đọc USB, Bluetooth sau đó một con chỉnh mic có đường mic vào có đường guitar vào có đường nhạc chỉnh chép bát rồi chung đây guitar chỉnh hai kênh độc lập guitar đây chỉnh mic vào đây có lỗ cắm mic và thêm được cả một đường mic bắt không dây Đấy, những tính năng chính đều có đây để sử dụng có cổng vào cũng ra đây AUX và cổng output nằm đây hết Đấy, những tính năng chính đều là nằm đây hết rồi Bây giờ mở ra nhé, mở à quên quên, chưa chưa mở vội, bật trước cho bạn xem nó làm sao rồi. Bật nhá. Bật cái lên điện luôn này. Bạn nghe tiếng xe xe chưa? Đấy. rất to đúng không? Chưa bấm một cái gì đã kêu xe xe rồi. Bệnh rất cơ bản của cái dòng này thôi, không có gì ghê gớm cả. Bây giờ bóc ra nhá, để anh sửa. Con này khả năng lâu lắm mà không dùng Đến mùa hè bắt đầu mang đi hát rong thì là nghẹo Hãy tắt đi thôi Bây giờ tiến hành tháo Tháo hết ốc ra Để xem phần mạch bên trong Đây là phần ruột bên trong bạn nhá Cho bạn nhìn trong luôn này Đấy, Bạn sẽ nhìn thấy bên trong này Một con la bát nhá Con này mua từ 2017 à, Dân dân chơi các bạn ạ Những cái năm ý mà mua con TV tê, tên sân Mà thuộc hàng đầy đầu mà Bát 40 này thì phải nói nhà rất có điều kiện mà. Bởi vì nó rất là nặng đô con loa này từ đầu ấy. Đấy, loa kèn nhá, một kèn luôn. Cũng 2017. Ờ à, chung quanh hai con kia đã gắn cái màng chống chuột. Rất đẳng cấp luôn. Bây giờ thì thường là bỏ hết không lắp màng chống chuột để cho chuột nó cắn nó còn nhanh hỏng. Đấy, đời đầu, đầu nó công hay lắp cẩn thận hơn. Có cả màng chuột, có đê bo mạch nhá, bo bên trong này Đấy, bo bên trong. Bo đây các bạn nhìn thấy luôn hai bo cơ bản nhất đây, nhìn ra luôn này. Đấy nhá, mình sẽ giới thiệu bo luôn cho các bạn dễ dùng này. bo nguồn này, bo nguồn đây bo 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 tín hiệu ra này, bo nạp này. Bo nguồn này là kia bo nạp luôn này. Bo mic này. Nó chia khu luôn nên không phải lo hỏng cái gì thay cái được luôn. Không ngại ngùng gì luôn. Đây bo bo chính này, chính là bo cung công suất. Bo công suất và một bo để đổi điện cấp cho bo công suất từ điện 12 sang, đảo đảo điện sang. Bo bo tút nằm ở đây. Chia khu hỏng cái nào làm cái thôi. Đấy. Đây chính là bo tiếng mà cái tiếng xẹt xẹt nó phát ra nó sẽ nằm ở bo này. Đây chính là bo tiếng, còn đây bo công suất. Ta sẽ tháo ra nhá. Bạn sẽ tháo giúp cho mình cái bo ra. À, tiến hành xử lý cái bo này, này là, là, được. Cái này các ông nào mà có kỹ thuật thì nên làm, còn ông nào không biết thì tốt nhất là mang thợ nhá. Không nên thử. Đấy, còn đây là ắc quy. Đây đâu ta dùng các quy thôi bạn, ắc quy này thì được độ 3 năm là nó nghẹo. Thì ông nào muốn nó bền hoặc là hay dùng tối nhất hay mang đi. Ý thì nên lắp một cái quy lithium li cho mình nhẹ hơn gọn hơn dung lượng cao hơn dùng lâu hơn nhé Đấy, nhưng mà giá thì nó cũng gần ngang 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 ngửa nhau bây giờ ta thi hành tháo tháo bo